Thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 14 tháng 10, đoàn đại biểu tham dự đại hội đến viếng đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại quảng trường ghi tên liệt sĩ tỉnh. Tại lễ viếng, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thắp hương tại lễ đài và trên các bia ghi tên liệt sĩ. Đồng chí Phạm Hùng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Trực tỉnh ủy bày tỏ, toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà luôn khắc ghi sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Với tinh thần trách nhiệm của những người đảng viên Đảng Cộng sản, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh sẽ đoàn kết một lòng, quyết tâm làm hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, quyết định đúng đắn để đại hội thành công tốt đẹp và sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà nghị quyết đại hội 11 của Đảng bộ tỉnh đề ra đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.